Rồi, kính thưa quý vị khán giả trên kênh của PP Cá Viên Chiên. Hôm nay PP đến để lại nhà Trái Hiếu để quay một cái tập về chị Hiếu trang điểm make up để đi đây chơi lễ Halloween ngay ngày 31 tháng 10. Đó, bây giờ PP sẽ đột nhập nhà Trái Hiếu, còn bà trang điểm tới đâu rồi? Em bà mò quá trời mò luôn. Em đứng em đợi bà quá trời đứng đợi luôn. Mà bây giờ gần 7 mấy 8 giờ cũng chưa xong nữa. Hỏi mồn nè. Trời ơi, bà làm cái gì mà hồi nãy bà chưa xong đó Hiếu. Bây giờ là mấy giờ chưa? 7 giờ rồi đó. Mới ngủ dậy má mới. Trời ơi, ngủ dậy cái gì bây giờ này mà chưa xong nữa chứ Hiếu. Ma ban đêm chứ không phải ma ban ngày đâu mà tự nhiên rồi hỏi sớm có chi vậy. Bữa nay Halloween cho nên phải làm cái cảnh giống như Halloween. Tao tỏ cho thôi đừng mở đèn. Mở đèn đi. Mở cái gì đi cho nó hỏa hoành tráng, nó u ám, nó liêu chai chứ Hiếu không? Liêu chai là tôi thấy, tôi thấy tối hùng tối hịch vậy trời. Nó nghe nè, rồi giờ cái cách xình gì được không đó. Dòm đi rồi nói chuyện. Đó. Nó đầm biết rồi, tôi chuẩn bị sẵn hết rồi đó. Ờ, quấn khăn quấn ơi chi vậy? À, chuẩn bị trang điểm á. Trang điểm đâu, bây giờ bên những cái set layout vào hôm nay là bận cái gì mà bà giới thiệu cho mọi người cùng xem đi Hiếu. Bây giờ em đang có hai cái layout. Có hai cái layout, một là cái layout dạng như cái đầm bự quá cho nên chị sẽ mặc là cái này trước, hiểu không? Chị đi ra ngoài rồi chừng nào mà tới nơi xong bắt đầu thả chị xuống, bắt đầu chị mới ra mặc cái đầm kia vô, tháo cái khăn này ra. Nói chung cái khăn này của Dolce nè, mới gửi về là cũng được. Dolce là cái gì? Dolce Gabbana. Trời ơi, hay gì vậy ta. Đây, và đây cái chuông của nhà thờ Đức Bà nha mọi một, người. Một, hai, ba. Đang đèn, đèn nọ, cái chuông. Ủa đây giống cái lời, giống cái chuông gà vậy? Thôi chuông gì cũng được, má nó vô có duyên quá à. Và đây là cái áo của chị nha. Trời ơi. Cái áo của chị, cái này là đồ Hamlet đó nha. Ý là cái gì Hamlet đó nha mọi người. Là em tự làm hết cho mọi người nha. Một hồi nữa chị làm cái set cô dâu ma đó. Đang ngồi nó chùm đầu khi làm vậy nè, đó nó vậy đó. Ôi ôi, nói chung là cái này là toàn bộ là cho Chí Hiếu thiết kế rồi, đúng không? Chí Hiếu thiết kế luôn, chứ Hiếu thiết kế giỏi lắm. 8 ngày mới được có một cái áo đó đó. Không mà cái đầm đẹp ha, cái đầm duyên dáng lắm. Đó, cái này là cái đầm của chị Hiếu nha mọi người. Mọi người thấy không? Rất là lạ luôn. Bởi là mai mốt ai mà có muốn làm đầm sinh nhật, đám cưới, đám ma, đám giỗ, đám quải đâu cứ kêu em nha. Em sẽ tự ra gửi cho em cái tấm hình thôi, rồi em tự biết cái size em làm nha. Nhưng mà thường thường em làm sai sầm hơn nhiều lắm nha mọi người. Ủa nhưng mà chị hỏi là cái nhưng mà chế đặt đặt cái tên cho cái đầm này là cái gì vậy? À cái này là bài con lễ hội Halloween của mình là con gái cho nên nơ rồi đó. Bây giờ không biết là làm theo cái sình gì nhưng mà chị là gấu trúc nó giống như là ngồi đó là Kung Fu Panda đó mọi người đó vậy nha. Không, cái đầm có cái tên gì không kìa? Đêm quyền diệu đi đó. Đêm quyền diệu nha mọi người. Còn đây là cái hàng của Dolce nha, gửi cho em nha. Đẹp lắm. Còn cái đôi ủng nữa. À, với đại nhà thiết kế của gì á, Louis mới gửi cho em tôi già nha mọi người. Đó, đẹp lắm. 170.000 đúng không? Con đĩa có duyên quá, đôi dài của con cả bệnh gửi về ai cho mấy chục ngàn. Chị em đi cái trả lớn của quý bà thôi. Con đĩa này làm đơ quá, xu quá. Lâu rồi, nói nào ngay nó ban. Nói nào ngay nha, nói thiệt với cái đôi ủng này là hồi chiều này em với bà đi mua có 170.000 đó mọi người đó. Bây giờ mà không biết phải làm sao mà rất là hay kim tiếng nắng lên vậy Hiếu. Đúng rồi đó. Với lại người ta gửi cho em cái đồ đấm bóp. Để tao em ra quải ai đứng chứ mày em thúc này vô rồi hả người. Ta cho người ta né em nha mọi người. Nói chung là cũng trễ giờ rồi đó. À, ở dưới thả lên nhiều rồi, kêu em đại đi, trang điểm đại đi rồi còn đi nữa. Bây giờ em xin bật đèn trước nha. Nhà em nói chung nhà nhỏ cũng bề bộn đó mọi người cũng tâm cảm nha. Đó. Không, cái lồng chim nó hay quá ơi. Ơi, cả lồng chim. Mày phải mà chẳng nói chứ mấy kỳ không gì đâu. Rồi, xong bây giờ bà bật cái đồng nó, bây giờ lát xong mình di chuyển đi nè. Cái đồng di chuyển được nhưng mà ngồi xe không có được thôi. Một hồi nữa tao lấy tao thâu lại, tao gom lại. Mình cầm trên tay được. Không, mình bận cái đầm lắm đi. Không, mình đi bộ, phố đi bộ luôn đi. Đi cho gãy giò luôn, hãy diện đi điên. Đó, bây giờ dạng không nói chuyện nữa, bây giờ em làm nè. Trễ giờ rồi. Mọi người có la lên đăng ký subscribe kênh của PP Cá Viên Chiên để theo dõi tụi em trong một tiếng rưỡi nữa là 8:30 tụi em sẽ xuất hành nha mọi người tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Và điểm đáp của tụi em là phố đi bộ Bùi Viện. Rồi, là hai mọi người những clip sau cho mọi người nha. Giờ chương trình hóa trang của em đã xong nha quý vị nha. Đó, rất là đẹp xuất sắc luôn. Cái này gọi là lấy ao gì vậy ché? À, không biết nữa. Dạ, cái này là công chúa Disney nha. Cậu áo ngực phúc dạ. Đó, rất là xuất sắc nha. Đẹp luôn. Cái đầu chung đầu đó. Đó, bây giờ cô dâu ma đi xuống nha. Cái này phải là cô dâu ma không? Hay là cô quả đen? Đúng rồi, quả đen nha. Bây giờ tự coi chừng té đó.
Đúng rồi, bây giờ là chương trình tụi em sẽ ra bùi viện nha quý vị nha. Rồi, trứng tạm thiên thu luôn. Mà sao không ngồi xe trời? Ừ. Ý là cái người ý là cái người chở kìa sao ngồi? Thôi đi bộ luôn đi Hiếu. Đứng lồn hả? Đưa cho đừng nói trời. Ôi. Đứng lồn mà mấy nhậu làm phu luôn. Thôi bây giờ mình đi bộ đi, tôi muốn đi bộ luôn đi. Sẽ áo ngực bị y bị áo ngực bị sút lồn ra kìa. Để ai chở đại đứng để đại đi. Để đi đâu đi ra ngoài quán mà trước đi đâu? Mày giả gái chỉ mặt mày giống người quá vậy, không giống quỷ giống nào. Bây giờ mày đi đâu trước rồi chá? Đi ghé chợ đó đi bé. Ghé chợ đúng không? Có tính đi chơi xe ghép tới chợ nè. Bây giờ ra chợ cái chợ trước đi nha. Sao em hết bộ đồ nữ? Bộ đồ hả? Chỗ gì chung mới cho đâu đó mang. Cái áo cái tim mới đẹp. Làm không hết đồ làm không mà. Vậy? Tự nhiên mang nó dài mà thì cũng mấy máu chát rồi mà. Tị lắm hả? Ai làm lại? Ai làm lại bả nữa? Bộ quá cho người giờ mà luôn. Nó nghe là đem này ra chợ đi cho đưa chồng bãi dạng không có dạng bãi chửi rồi. Được chưa? Nè cháy lắm nè. Đẹp quá. Đẹp quá. Là Quy Ngân ngồi xíu đi cháy ơi. Kêu đám tụi mình đi luôn đi kìa. Em Quy Ngân ngồi. Tại bây giờ đường phố Sài Gòn rất là đông nha mọi người nha. Đó, hôm nay tại vì như dịp lễ hội ngày Halloween đó. Bây giờ đi là tới tối luôn, còn chưa có về được nữa đó. Mà Hiếu đâu rồi?
Nó đi xa lùng mới chịu, khác không chịu đi. Cái đâu leo lên được má. Nó đầm kỳ quá má ơi. Cái đầm lạ luôn. Chịu gì kìa. Đâu có, đưa mấy đôi nghèo đó đó. Ủa thì cái xe này bật lên rồi. Đồ nó cao quá sao lên. Xe cái gì lên trời vậy đấy. Không đèn nó nhiều lắm chị. Khó kìa luôn á. Khó cái cửa luôn đó bà. Để thương gì đâu, để quá trời để thương. Chị thiếu tay chậm đồ chạy gì bà. Tỏ mãn cái đồng đi sao. Nhìn kế quần bị chảy. Như nào? Bị hẳn vậy. Cái đòi không mệt sao rồi? Thì ra là đâu hay mệt, em mua hàng nhái nhanh thì chóng hết trơn mọi người. Thì chóng hết trơn rồi nè mọi người. Nó mệt kéo á. Mất quá trời rồi. Ngày mai em phải lên thưởng á, em hỏi nó coi tại sao mà bán đồ chóng cho em. Cái đòi giỡn ca có bụi một ở trong cho coi coi. Cái đòi là 170 triệu mà sao thật kỳ vậy? Trời đó. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Nó quậy quá má ơi. Ê, phun lửa. Ôi, bỏ mặt nám nữa. Em không ngờ là hả, một thương hiệu mà đủ má đó. Hơi mệt như vậy mà làm cái lâu dạng chóc hết trơn rồi. Đó đẻ dễ sợ. Anh nói ủa kìa. Không, em chưa, em muộn lại muộn chỗ em ngồi thôi, chứ không ăn được rồi. Ủa mát quá bé ơi. Anh đứng đây chút cho mát bé, anh nghĩ ra mát nha. Nó dài đi sao em? Đẹp không? Đẹp không? Làm giống vậy ngồi đi. Đó là nhà tôi, còn mới ra tôi á. Rồi bà giỡn không? Bây giờ người ta ngồi bé, bé dài bị gì bé? Nó dài đâu yếu. Dài sao vậy? Nó nghe nè, một cái trung tâm đó hả? Một cái trung tâm bán đồ hiệu mà nó bán nó dài thì chóng trơn nè. Cái giá đam quá vậy? Đâu dài mua tính ra tiền điện mà cũng 20+ triệu. Cái bộ mày giờ dán triệu luôn. Gáp tao bị cháu. Em nó giận hay gì nó chóng trơn. Mát quá à. Thôi giờ tháo đi, tháo cái đầu cho đôi ăn. Tháo lên rồi. Tao phải đi hiếu. Lại má có thấy là má giùm con đi. Tao cái gì kéo lên má. Ờ má đấy nè, trời ơi má. Tì cơn biến nó má, trời ơi. Đó, để luôn không? Kè, cái đồ em trao, xếp hết. Tại cái đập này lắm tính mượn hay gì nè, lợi săn sóc quá trời. Rồi tháo cái đầu ra luôn đi. Để bóp ăn cái gì tiện tại là tụi em đã xong một buổi Halloween thì em sẽ đi ăn ngay nhà hàng Gìn Ký đó. Ăn đi má, ăn hò bông tai luôn á. Có bé cho chị nước ngọt đi bé. Có nghe nè, ở Gìn Ký đó người ta có tài trợ cho mình một cái này là giống như mình ăn cái mình chùm lại như là gùi mũi nó có bay vô nha. Cứ yên tâm ăn đó vậy đó. Ăn vậy mà rất là an toàn thực phẩm luôn. Rồi mai đi theo, đi theo ma luôn hả má. Ủa bé tối có tẩy trang có thay đồ không bé hay là không, gì? Không, để gì luôn. Để gì cho cái này là mặt mộc đúng không? Kìa nhìn hoài luôn, có làm đồ ăn vậy má. Cái gì tiêu đi kìa người ta. Cái gì đó. Súp á con. Súp gì? Thôi được cái menu cho cái hiếu lựa đi. Súp bà xoay. Không đi em mệt mỏi quá. Nó tính ghê kìa, súp bà xoay kìa. Cũng được em. Nó nghe là tính ra cái nền của em giống như cái nền của chị luôn nha bé ơi. Nó nghe nè, bây giờ tóc mà đừng có tẩy che mà để gì, tới sáng mà ngủ luôn đi hiểu. Ờ cái hồn bị theo ma luôn á má, là hết về quậy về luôn á má. Mày ăn gì kêu rồi Vi? Dạ. Hồi nãy lúc mà tao đứng ở chân cái cục á, tao kêu bỏ xuống cái mai bỏ tao nhảy xuống hả, tao đau rồi, đau luôn á. Kêu đi, kêu đi em ăn chung, kêu đi. Tụi ăn cái gì, ăn cái gì? Trời ơi, lâu rồi xuống. Trời ơi, gì ghê vậy hả? Bị gì má, chơi đựng chơi ngu nha. Cảm ơn mọi người đã hôm nay đã ủng hộ cho chương trình của Baby Cái Kim Chiên. Mọi người ơi, hôm nay là một ngày vui vẻ của em nha. Em có được mấy anh chị ủng hộ cho em, vui vẻ lên bông tre. Em cảm ơn mấy anh chị rất nhiều nha. Chúc mấy anh chị một ngày mới
tràn đầy năng lượng nha, nhiều sức khỏe và tiền tài. Cảm ơn ba người. Ba người. Dạ em cảm ơn chị Suka, anh Vũ Nguyễn. Dạ nữa. Tony Nguyễn đã ủng hộ cho em lên bong game vui vẻ nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người một mùa Halloween an lành và vui tươi. Bye bye mọi người. Rồi mai có đi gọi cái ủng không? Ngày mai tới sáng là em sẽ làm video dẫn em đi lên chỗ nha, hơi mệt để mà làm này cái ủng nha này, bây giờ nhóc quá trời rồi, đồ hiểu nhưng mà kỳ quá. Bye bye, rồi, bye bye mọi người.